do tình hình là dạo này cũng có nhiều chuyện tới cho nên là cũng không có nhiều thời gian để mình làm clip hướng dẫn cho lắm thì mong là các bạn thông cảm khi nào mà mình có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ cố gắng làm nhiều clip hướng dẫn hơn clip này thì mình cũng không có hướng dẫn gì mà mình chỉ tập trung chia sẻ về việc tám chiếc cơ bản nó có thực sự là quan trọng hay không và tại sao là phải tập tám chiếc cơ bản ngay khi bắt đầu chơi cái trò này và nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của mình để mà ủng hộ kênh cũng như là tiếp tục theo dõi những cái cập nhật mới trong cái channel của mình. Và nếu mà các bạn cảm thấy không hay thì cứ để lại comment góp ý mình sẽ rút kinh nghiệm và mình sẽ làm những cái video nó hợp ý với mấy bạn hơn. Như các bạn đã biết cũng như chưa biết thì mình sẽ nói sơ qua thì trong trò này chúng ta sẽ có tổng cộng 8 chiếc cơ bản. Đó chính là Chat, Sonic, fingerpass và thumbrail cùng với bốn cái reverse của tụi nó tức là thumbrail reverse track reverse sonic reverse và phim reverse tức là đi ngược lại so với cái quỹ đạo ban đầu à, thì có nhiều bạn cũng không nhiều lắm nhưng mà cũng không có ít thì có hỏi mình là có, có cần thiết mà phải tập những cái chiếc cơ bản đó ngay từ khi bắt đầu chơi cái trò này luôn không hay là em giờ em tập nâng cao trước rồi em quay lại em tập cơ bản sau hoặc là em bỏ cơ bản em tập lên link khai combo luôn thì có được không? thì bài này mình sẽ đưa ra ba cái lý do mà các bạn nên tập cơ bản ngay từ khi bắt đầu đó và nếu các bạn cảm thấy thiếu ngay cái gì đó thì cứ comment bổ sung bên dưới cái lý do thứ nhất đó là chiếc cơ bản nó là một phần cấu tạo nên những cái chiếc nâng cao phổ biến không phải là tất cả nhưng mà có một số chiếc nâng cao thì được cấu tạo có thể là một nửa là cơ bản một nửa là mình phải tập thêm hoặc là toàn bộ nó được cấu tạo từ cơ bản hết ở đây mình ví dụ như là Twitter Sonic đó đây là những cái chiếc nâng cao mà được ứng dụng nhiều vào những cái combo link hay của beginner dạng như là phổ biến trên thế giới đó thì chúng ta sẽ có chạc lên như này và pass lên như này thì chúng ta sẽ được Twitter Sonic đó đây là 100 trăm cấu tạo từ chiếc cơ bản hết và cái ví dụ thứ hai đó chính là demon sonic chúng ta sẽ có sonic lên ở đây pass lên đây chúng ta sẽ được demon sonic đó cái ví dụ thứ ba đó chính là Shadow Shadow thì nó chỉ có một nửa được cấu tạo từ cơ bản thôi là đoạn đầu tức là đoạn đầu nó sẽ là chạc chạc một cái rồi cái đoạn sau thì chúng ta phải tập thêm đó đó chính là ứng dụng của cơ bản vào việc làm những cái chiếc nâng cao phổ biến cái ứng dụng thứ hai đó chính là các bạn sẽ dùng chiếc cơ bản làm cầu nối cho những cái chiếc nâng cao trong combo khi mà các bạn lên combo thì không phải lúc nào các bạn cũng có thể đặt hai chiếc nâng cao kế nhau được ví dụ như là ở đây mình có back phone các bạn sẽ back phone xuống út như này sau đó các bạn lại muốn bus thì các bạn sẽ không thể bus được khi mà cái bút đó đang nằm ở dưới ngón vì vậy các bạn cần có một cái chiếc trung gian đó chính là finger pass ở đây mình chọn là finger pass thì các bạn sẽ pass lên đây sau đó các bạn sẽ bus qua đó chính là ứng dụng của chiếc cơ bản khi mà lên combo và cái ứng dụng cuối cùng của chiếc cơ bản trong cái trò này đó chính là chúng ta sử dụng để tạo ra những cái bài tập, những cái đoạn hybrid và liên khay đơn giản cho những bạn mới bắt đầu chơi. À, cho những bạn chưa biết uh, hybrid và liên khay là gì thì mình sẽ nói luôn đó chính là hybrid, nó chính là những cái đoạn liên kết ngắn giữa hai chiếc lại với nhau. Ví dụ như đây mình có Sonic và Thumbrail thì nó được gọi là hybrid, những cái hybrid ghép lại với nhau thì được một cái đoạn hơi dài hơn một tí đó chính là liên khay. Và bốn năm cái liên khay ghép lại thì chúng ta sẽ được một cái đoạn dài mười mấy giây đó chính là combo đó chính là đích đến cuối cùng của chúng ta khi chơi cái trò này và làm hai viết liên khai như nào thì chúng ta sẽ có sonic ở đây mình ví dụ đó chính là sonic lên tham rau qua thì chúng ta đã được một cái hai viết đơn giản rồi đó và chúng ta sẽ ghép thêm chiếc vào ví dụ như là pass xuống Và thăm ra như này đó như này như này đại loại thì chúng ta sẽ được những cái đoạn liên khai ngắn và nó đơn giản có nhiều bạn hỏi mình là bây giờ em tập được hai ba chục chiếc rồi mà em chưa có liên khay gì hết vậy em muốn làm liên khay được chưa anh thì thực ra mình thấy là nó hơi muộn các bạn nên bắt đầu tập liên khay và hybrid từ khi mà các bạn tập cơ bản như là mình nói đó tập qua những cái bài tập đơn giản như vậy thì khi lên cao nó cái nguyên lý của nó cũng tương tự thôi nhưng mà chỉ là các bạn thêm những cái chiếc nó khó hơn vào thôi chứ không phải là nó cái lên cao mình mới hiểu cách làm liên khay combo hay là gì thì nên tập ngay từ khi bắt đầu chơi như vậy thì sau này sẽ tốt hơn. Ok và tổng kết lại thì đó là ba cái lý do mà mình nghĩ là các bạn nên tập nó trọn vẹn cái cơ bản ngay từ khi bắt đầu chơi cái trò này có thể là các bạn sẽ không có tập hết 8 cái cùng một lúc hoặc là tỏ hai tháng tập đủ 8 cái rồi mới tập cái khác các bạn có thể tập xen kẽ ví dụ như là các bạn tập bốn cái trước sau đó các bạn nhảy qua một số cái nâng cao sau đó các bạn lại tập bốn cái còn lại hoặc là các bạn cứ phân chia làm sao các bạn cảm thấy tiện nhất có thể nhưng mà mình nghĩ là tốt nhất là nên tập đủ 8 cái ngay từ cái năm đầu tiên các bạn chơi cái giờ này. đừng có để nó lên hoài, dụ như là chơi 4 5 năm rồi mà hỏi chứ cơ bản chưa tập hết thì nó hơi kỳ. Tại là nó hơi 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 kỳ kỳ. Đó và ok thì mình sẽ dừng cái clip này ở đây và nếu mà thấy hay thì like share và subscribe để ủng hộ mình. Yeah.